12 chòm sao sẽ bị ảnh hưởng và mức độ nó nghiêm trọng như thế nào trong kỳ thủy tinh nghịch hành sắp đến. Và bây giờ mình sẽ xếp hạng nó theo thứ tự tăng dần đều từ thấp cho đến cao. Top 12 cung thiên bình sẽ là chòm sao ảnh hưởng nhẹ nhất. Và các bạn nên chú ý khi đi du lịch hoặc công tác, đặc biệt là vẫn là khi nói về những vấn đề về tôn giáo với người khác, hãy nhớ rằng giữ thái độ thân thiện thường ngày và cũng đừng có quá là cứng rắn hoặc là cố gắng thay đổi nhận thức của đối phương nha. Top 11 cung cự giải. Các bạn chú ý quan hệ giữa người với người và nhất định phải thể hiện rõ ràng lập trường của mình và không dễ dàng cùng người khác thay đổi. Thì chỉ có như vậy thì người khác mới có thể duy trì và tôn trọng bạn. Top 10 cung song ngư. Các bạn chú ý giao tiếp với gia đình và người lớn tuổi có thể bị đè nén suy nghĩ và bị thiệt thòi trong cảm xúc của các bạn ha. Cho nên các bạn nhớ giao tiếp bình tĩnh và đừng để suy nghĩ quá viển vông phi thực tế. Top 9 cung nhân mã. Các bạn quan tâm đến địa vị của cộng sự, đối tác, nhất là khi cần ký kết hợp đồng, giấy tờ thì còn phải giải thích cho rõ ràng rành mạch, tránh hiểu lầm sẽ gây thù chức oán hoặc là sẽ dẫn đến việc pháp luật, pháp lý. Bạn chú ý nha. Top 8 cung bò cạp. Các bạn chú ý khi đến những cái việc về mua bán nhà đất, nhất là khi có những cái vấn đề liên quan đến tài sản của người khác thì càng phải chú ý đừng để quá kiểm soát quyền lợi trong lĩnh vực này. Và là thà là các bạn rõ ràng ngay từ đầu tiên, mất lần trước được lần sau ha, mà nó bình đẳng, rõ ràng rành mạch. Top 7 cung mai kết. Các bạn chú ý hòa hợp với người yêu và bạn đời của mình nhiều hơn nè. Các bạn hãy biết cách quan tâm nhau và cũng đừng tỏ ra như là mọi thứ đều là của mình nha. Và nên nhớ rằng vị ngọt của tình yêu là do đôi bên cùng tạo nên. Top 6 cung bảo bình. Các bạn chú ý hiệu quả về công việc và sức khỏe rất dễ sơ ý là gây thương tích cho thân thể của mình. Và nhất là khi thân thể đang có những cái vấn đề thì càng không nên quá khích trong cái công việc hoặc là quá áp tải, quá là căng thẳng, mệt mỏi nha. Top 5 cung sự nữ. Các bạn chú ý thái độ nơi công sở, nhất là khi bày tỏ quan điểm của bản thân. Đừng ngày nào cũng thay đổi và đi ngược lại chuẩn mực thì điều này rất là dễ gây khó khăn hoặc là khó dễ cho cấp dưới hoặc nhân viên trong công việc của các bạn. Top 4 cung song tử. Bạn nên chú ý suy nghĩ bên trong và giai đoạn này dễ phơi cảm thấy dễ rơi vào cái giai đoạn là cảm thấy là thiếu thốn, bức rứt, là nhiều lo lắng, nhiều việc không dám làm, lo lắng quá nhiều thì các bạn cần phải cố gắng tĩnh tâm, ổn định trong tư tưởng thì đây là mới là cái điều quan trọng nhất mà cung sự nữ cần phải chú ý ha. Trong thời tiếp theo là top 3 cung sư tử. Các bạn dễ bị ảnh hưởng đến kết quả của sự nghiệp. Mối quan hệ giữa sao thủy và sao thổ sẽ là dễ làm trầm trọng thêm hoạt động nghề nghiệp của sư tử trong quá trình sao thủy nghịch hành. Và các bạn sẽ làm ngạc nhiên cho nhiều người tại vì á, cung sư tử là bình thường rất là quan tâm đến thể diện đúng không? Nhưng trong khoảng thời gian này thì bạn thường cảm thấy rằng thường xuyên mắc lỗi và hơi đản trí. Mặc dù các bạn thường đa số là rất là tham vọng, nhưng cảm giác hơi trống, hơi giống như là một cái nghề trắng gì đó. Có nghĩa là làm như là nó có lệ hoặc là làm cảm thấy là mất sức bình sinh, không có nhiệt huyết nhiều ha. Và vì vậy trong khoảng thời gian này thì sau thủy nghịch hành này, sư tử cần phải chú ý và xác nhận lại mọi thứ. Suy cho cùng thì dưới ảnh hưởng của sao thủy nghịch hành, nhiều điều không thể đoán trước được, đặc biệt là ở cái khía cạnh giao tiếp hoặc là những cái gì đó liên quan suy nghĩ, dễ khiến cho người khác quan tâm, dễ khiến cho người quan tâm để dễ phá vỡ những cái tình hình nó tốt ha. Top 2 cung Bạch Dương, ảnh hưởng đến giao tiếp nhiều nè. Trong khoảng thời gian sao thủy nghịch hành này thì Bạch Dương cần phải đặc biệt chú ý đến giao tiếp trong cuộc sống hàng ngày vì dễ nói bốc đồng, lời nói những cái lời không hay hoặc là gây hiểu lầm phiền phức trong mối quan hệ giữa các cá nhân. Việc nhận tin nhắn của người khác thực không có vấn đề gì, trọng tâm là các bạn nên giao tiếp phải biểu đạt, tại vì điều này có vẻ không đủ hoặc là quá nhiều khi là tùy tiện khiến người khác cảm thấy là không được tôn trọng, hoặc thậm chí là có thể là bị nhầm là biểu cảm yếu hay là không quan tâm hay là không xem trọng đối phương nha, hoặc là cảm giác là lạnh lùng ha. Đặc biệt là đối với những người trong gia đình hoặc là anh em chị em thì bí mật dễ bị phát hiện nè, dễ xảy ra tranh chấp trong gia đình hoặc là với họ hàng.
Vì vậy các bạn nên chú ý hơn về những cái vấn đề lên tiếng nói của mình trong thời gian sao Thủy Nghịch Hành sắp đến đây. Và đừng nghĩ rằng là mình là người quen, biết rất rõ nên có thể tùy tiện nói cái gì thì nói ha. Vì giai đoạn này rất dễ dính vào thị phi nha các bạn nha. Về mặt học thuật thì chúng ta còn phải hiểu là nếu như các bạn hiểu cách diễn đạt nó bị sai á, thì nó xảy ra rất nhiều vấn đề cho các bạn nha. Top 1, cung Kim Ngưu ảnh hưởng rất nhiều đến hiệu suất bên ngoài ha. Cung Kim Ngưu là đối tượng đầu tiên nặng nề nhất bị ảnh hưởng trong kỳ sau Thủy Nghịch Hành sắp đến đây. Và cung Kim Ngưu sắp đến sẽ thường xuyên thay đổi suy nghĩ nhiều hơn và trở nên bất ổn, đặc biệt là khi giao tiếp với người khác. Những gì bạn nói có thể không chấp nhận được. Vị trí của bạn thường xuyên thay đổi và điều này sẽ khiến nội tâm của bạn bất an và ảnh hưởng đến cảm xúc, lâu dần dễ dẫn đến cuộc sống không ổn định ha. Kim Ngưu dễ bị té ngã và chấn thương trong giai đoạn này, cho các bạn hãy chú ý ha, giữ đầu óc cẩn thận và tỉnh táo khi giao tiếp với người khác.